Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Trong chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tháng 9 do ông Trần Quang Duyệt phụ trách, quý vị sẽ được xem lại những hình ảnh sau đây. Một chiến sĩ mũ nầu không bắt tay một sĩ quan cao cấp của tà quyền Ba Đình Bùi Tín. Các thiên thần mũ đỏ với tù binh Cộng sản. Những thương binh Việt Cộng đã được các chiến sĩ cập biển đối xử như thế nào? Câu chuyện một người H.O. đối với tài tử Hoa Kỳ Mark Wahlberg. Tất cả những hình ảnh trên đã được ông Trần Quang Duyệt gói trọn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị đến với chủ đề Lính Quốc gia để thấy lính quốc gia khác bộ đội Hồ Chí Minh như thế nào. tôi là Trần cô Duật xin kính chào quý đại bàn, quý liên trưởng, quý tiên hữu, quý khán thính giả đến với chương trình Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tháng 9 của chúng tôi. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay xin mời quý vị theo dõi tiết mục thứ nhất Tấm lòng vàng. Thông thường mỗi khi đọc được mail trên các diễn đàn, đặc biệt là diễn đàn của binh chủng, đề cập đến thương phế binh của anh Mũ Xanh, tôi thường nói trên các chương trình của lính do tôi kể phụ trách để kêu gọi tiếp tay tháng qua Tôi nhận được tin thương phế binh Đinh Văn Hoàng thuộc tiểu đoàn 2 Châu Điên bị thương trong trận đánh cuối cùng tại cửa Việt. Ngay sau khi loan tin, cô Teresa Cúc Nguyễn đã gửi đến tôi một tấm trách 200 đô la để gửi cho thương phế binh Hoàng. Thưa quý chiến hữu, cho phép tôi được mật mí về cô Teresa Cúc Nguyễn. Cô sinh trong một gia đình mũ đỏ, rất thích các chương trình của lính trên đài SBTN DC và áo trận bạc màu trên đài phát thanh Việt Washington DC Radio. Nên cô xin được gọi là em gái Châu Điên. Cô hiện đang yểm trợ dài hạn cho hai thương binh mũ xanh và một người lính mũ xanh bị Việt Cộng đánh hư thanh quả Vì anh thương phế binh này đã đứng ra bênh vực người dân bị đánh vì không nộp chỉ tiêu. Thay mặt cho anh em thương phế binh tiểu quốc lục chiến nói riêng và anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa nói chung, chúng tôi xin chân thành tri ân cô Teresa Cúc Nguyễn, cầu chúc cô và gia đình luôn được hạnh phúc và được hưởng trọn vẹn tình thương của Chúa dành cho một người có trái tim vàng cho thương phế binh lính quốc gia. Thưa quý chiến hữu, khi chương trình này được trình chiếu còn đúng 3 ngày, ngày 16 tháng 9 năm 1972, Sư đoàn Thủy quốc lục chiến đã cùng toàn thể quân dân cán chính Thị Thiên thượng lá cờ chính nghĩa Việt Nam tại cổ thành Đinh Công Tráng, Quảng Trị. Trong giây phút thiêng liêng này, cho tôi xin được thắt một nén tâm nhang dâng lên tất cả các anh linh của Thủy Thần Vũ Xanh nói riêng và quân dân cán chính Thị Thiên nói chung. Nhân dịp này, cho phép chúng tôi được gửi lời chúc tệ, sức khỏe đến phu nhân của Cố Thiếu tướng Bùi Thế Lân. Đại tá Nguyễn Thành Trí, Đại tá Phạm Văn Trung, Đại tá Đỗ Kỳ, Đại tá Ngô Văn Định, Quý Điên Trưởng và Chiến Hữu Mũi Xanh cùng tất cả anh em thương phế binh còn thẹt tại Việt Nam. Thưa quý vị, trước khi Hiệp định Geneva được ký kết tại miền Bắc, dân chúng hay gọi lính quốc gia để phân biệt với bộ đội Hồ Chí Minh. Hôm nay, chúng tôi xin mời quý đại bàn, quý niên trưởng, quý thân hữu và quý bạn cùng chúng tôi đến với chủ đề lính quốc gia với tiết mục thứ nhất biệt động quân không bắt tay kẻ thù trước khi trình chiếu tiết mục này cho phép chúng tôi được nhắc lại một trận đánh đã làm dạng danh cho binh chủng võ nâu và cho quân lực việt nam cộng hòa mặt trận khe xanh mùa xuân 1968 đây là một mặt trận mà cộng sản bắc việt muốn lợi dụng muốn dịch lại kịch bản chiến trường điện biên phủ nhưng đã bị liên quân việt mỹ vô hiệu hóa theo hồi ký của cựu đại tướng william westmoreland nguyên tư lệnh lực lượng hoa kỳ tại việt nam khi trận chiến khe xanh bùng nổ vị đại tướng này đã đề nghị với Việt Nam tăng cường một tiểu đoàn biệt động quân để cùng với lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ bảo vệ cụm cứ điểm Khe Sanh. Ngày 27 tháng Giêng năm 1968, trước Tết Mậu Thân, từ phía trường Đà Nẵng, toàn bộ tiểu đoàn 37 biệt động quân do đại úy Hoàng Phổ à, xuất xin mở ngoặc, tôi đã gặp đại úy trong nhà tù ở Tân Lập. Tiểu đoàn trưởng Duy được không vận đến Khe Sanh theo sự phối trí lực lượng của Bộ Chỉ huy Liên quân Việt Mỹ tại căn cứ này Tiểu đoàn 37 được phân nhiệm phòng thủ phía đông phi đạo ngăn chặn không cho các đơn vị đặc công của Việt Cộng lọt qua các hàng rào kém gai để vào phi trường. Ngay từ khi mới nhận phòng tuyến, tiểu đoàn 37 Việt động quân đã bị quân đã bị cộng quân pháo kích liên tục. Tiếp đó là các đợt tấn công vào bộ chiến. Tiểu đoàn 37 Biên động quân và 10 tuần lễ kịch chiến quanh phòng thủ phía đông phi đạo. Và thưa quý vị, trong 70 ngày quyết chiến với cộng sản tại phòng tuyến khe xanh. Những người lính của tiểu đoàn 37 biệt động quân đã chứng tỏ cho đồng minh Hoa Kỳ thấy rằng sự chiêu đựng phi thường và tính cách tinh thần chiến đấu dũng cảm, khả năng tác chiến và phòng ngự của một đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và hôm nay, chúng tôi xin được trình chiếu một bức hình người lính mũ nâu không bắt tay bùi tín, một sĩ quan cao cấp của tà quyền Cộng sản. Khi nhìn tấm bằng này, chúng ta phải kiêu hãnh và anh diện và tự hào về người lính mũ nâu này. Tiết mục thứ nhì, mũ đỏ với tù binh Việt Cộng. Nói về binh chủng nhảy dù, chắc chúng ta không quên câu nói của dân chúng. Mỗi khi thấy các chiến sĩ mũ đỏ là nhảy dù đến, nhảy dù đến, nói lên sự tin tưởng của dân chúng đối với một binh chủng mà đã để lại thật nhiều dấu ấn cho cuộc chiến. Một Nguyễn Đình Bảo ở lại Sạc Ly, một Nguyễn Văn Dương tại Hà Lào. Nhưng bên cạnh đó, khi nhìn tấm hình mà anh em mũ đỏ đối với tù binh Việt Cộng, chúng ta thấy rõ lòng nhân đạo của người lính quốc gia với danh xưng là nhảy dù. Theo truyền thống của dân tộc, như đời nhà Trần, nhà Lê đối với quân tàu tiết mục thứ ba thủy quân lục chiến với thương binh việt cộng không cần phải nói nhiều về binh chủng này vì những đóng góp to lớn mà binh chủng này đã tạo được qua những trận đánh nổi tiếng như tết mậu thân trận đánh phước tân mùa hè năm 1972 không một chút phong đại lá cờ quốc gia đã được binh chủng mũ xanh làm tỏa sáng trên thế giới khi lá cờ này được phất vỡ bay trên cổ thành đinh công tráng và nhìn tấm hình các chiến sĩ mũ xanh quạt cho thương binh cộng sản nhiều người không tin vào mắt mình nhưng đó là sự thật lính quốc gia là như vậy trong lúc giao tranh thì họ là kẻ thù, nhưng sau khi tàn cuộc chiến thì các thương binh Việt Cộng cũng được đối đãi như là những thương binh của binh chủng thương quân lục chiến. Tiết mục thứ tư, lính quốc gia ở đâu cũng vậy. Nói đến Mark Wahlberg, ngoài là một tài tử, một ca nhạc và một thương gia thành công, nhưng tuổi thơ của Mark được đánh dấu vào một tội ác và tù tội. Bác sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ đã ly dị sớm, đồng anh em không có ai chăm sóc và dạy dỗ. 16 tuổi, mang mang nặng đầu óc kỳ thị màu da, bác luôn gây sự đánh nhau với người da màu. Một hôm, bác đã chặn đường, đón đánh và cướp của hai người đàn ông Việt Nam, dùng gậy đánh vào đầu và mặt họ, khiến cho ông Johnny Trịnh Hòa bị thương và hư một con mắt. Sau đó, sau khi hết hạn tù 2 năm, bác ra nhận nhận thấy rõ việc làm sai trái của mình và đã gặp được một vị linh mục giúp đỡ và hướng dẫn bác viết một lá thơ đến tối cao pháp viện xin được tha thứ. Vị tránh án tối cao cho biết tòa không có quyền tha thứ và xóa hồ sơ trừ khi nạn nhân bị đánh mù mắt của Mark đồng ý tha thứ cho anh. Sau cùng, Mark bợ đã gặp ông Trịnh Hòa, một HO. Sau khi nghe trình bày, ông Hòa cho biết ông không hề thù giận gì Mark. Rồi chính ông Trịnh Hòa viết thư đến tránh án tòa án tối cao, xin xóa bản án cho Mark. Khi đã thành đạt, nhớ ơn cứu sống của ông Trịnh Hòa, Mark nhiều lần đề cập đến việc đền bù và đền ơn, nhưng ông Hòa đã từ chối. Một người lính quốc gia được hấp thụ một nền giáo dục nhân bản của dân tộc lúc nào cũng hành xử theo đúng những gì mà mình đã được học và lính quốc gia là như vậy thưa quý vị tôi vừa trình bày quý vị những hình ảnh thật nhân đạo mà người lính quốc gia đối xử với lại bộ đội Hồ Chí Minh trái lại từ khi ông Hồ dấy loạn cho đến lúc ông chiếm được miền Nam cho quan thầy nga tàu dù có đốt buốc lên tìm cũng chắc chắn không ai có thể tìm được một tấm hình nào của bộ đội Hồ Chí Minh đối xử một cách nhân đạo đầy tình dân tộc như lính quốc gia đối với họ hầu như bộ đội Hồ Chí Minh chỉ biết sự hận thù, chém và giết không một chút nào nhân đạo đối với người lính quốc gia. ngày khi si bộ đội Hồ Chí Minh đã chiếm được Việt Nam và chỉ nhìn tấm hình mà người lính quốc gia trong trại tù Cộng sản thì sự thật đã được phơi bày. Thưa quý vị, nước có tuần, dân có vận. Ngày xưa cổ nhân nói thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong, nhân giả vô địch. Bộ đội Hồ Chí Minh chỉ tồn tại trong một giai đoạn của lịch sử, còn lính quốc gia sẽ tồn tại với dân tộc và tổ quốc vì theo đại tá Đỗ Ngọc Nhận có viết Việt Nam Cộng Hòa chôn nhưng chưa chết Còn Cộng sản chết nhưng chưa chôn Và vấn đề lính quốc gia sống lại Chỉ còn là vấn đề thời gian Thưa quý vị, xin thành thật quý vị đã theo dõi Chương trình và xin hẹn quý vị Trong chương trình phát hình kỳ tới Xin trân trọng Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn xin tạm ngưng nơi đây. Bích Phượng kính mời quý vị đón xem bản tin Hoa Thịnh Đốn vào lúc 8 giờ tối Hoa Thịnh Đốn từ thứ hai đến thứ sáu trên SPTN. Mọi liên lạc với ban biên tập xin email về Washington DC at sptn.tv. Bích Phượng xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị có được một buổi tối bình an bên người thân và gia đình.